Em xin chào mừng tất cả quý phụ huynh của mình. Chào mừng bác Đoàn đến với buổi workshop của ILO của mình ngày hôm nay. Và đây cũng là một cái buổi hội thảo lần thứ 17 của ILO trong hành trình chăm sóc và nuôi dạy con. Thì thưa quý phụ huynh, cũng như ba mẹ đã thấy, thời tiết Sài Gòn của mình dạo này á, nó có rất là nhiều những cái sự thay đổi. Nuôi con thì lúc nào cũng sẽ có những cái vấn đề, và đâu đó tình hình sức khỏe là cái điều mà chắc chắn là chúng ta sẽ là cái sự bận tâm, sự lo lắng nhất khi làm cha làm mẹ và cũng là cái người chăm sóc trẻ. Thì ILO hiểu được cái câu chuyện đó, vậy nên ngày hôm nay cái buổi workshop của mình sẽ xoay quanh một câu chuyện về sức khỏe của con trẻ. Ba mẹ à, chúng ta nhận thấy chắc chắn các bạn nhỏ sẽ có những cái bệnh về thời tiết như là hô hấp nè, những cái khó chịu nè, sổ mũi nè, hoặc là húng hắng ho. Và hôm nay thì ILO của mình rất là trân trọng được giới thiệu với lại ba mẹ sự tham dự của bác sĩ Đoàn với buổi workshop của chúng ta, đó là những cái bệnh về hô hấp trong thời tiết giao mùa này, và cũng như là việc sử dụng kháng sinh cho con như thế nào là hợp lý, là hiệu quả. Em xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Trí Đoàn. Bác sĩ Trí Đoàn sẽ đến từ phòng khám quốc tế Victoria, và bác là trưởng khoa nhi, trưởng bộ phận y học chứng cứ tại phòng khám Victoria với hơn 25 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực nhi khoa. Thì bác sẽ có những cái kiến thức rất là hữu ích về việc nuôi con nè, chăm sóc sức khỏe con như thế nào, và cũng như là những cái lưu ý với lại bậc phụ huynh, cha mẹ và cũng như với ILO trong cái hành trình nuôi con, chăm sóc sức khỏe của con. Và em xin mời bác Đoàn giới thiệu một chút với em và với phụ huynh của mình, dạ, về câu chuyện của ngày hôm nay được mở đầu. Xin chào cô Thùy, xin chào quý phụ huynh đã dành một cái buổi sáng chủ nhật rất là đẹp trời ngày hôm nay để tham dự một cái buổi workshop, một cái buổi hội thảo để chúng ta cùng nhau thảo luận để rõ các cái vấn đề về các cái bệnh hô hấp ở trẻ em. Nói là rõ tại vì nó có những điều nó chưa rõ mà nó gây ra sự hiểu lầm. Thì hy vọng rằng là sau cái buổi mà nói chuyện ngày hôm nay thì là hy vọng rằng là các quý vị sẽ nắm được cơ bản những cái điều mà các bé nó hay gặp phải khi nó đi học. Như lời giới thiệu của cô Thùy, là tôi là bác sĩ Đoàn, là đến từ phòng khám quốc tế Victoria Healthcare. Thật ra là tôi làm ở Victoria Healthcare cũng đã gần 18 năm, cũng đã tiếp xúc được rất là nhiều các bé. Các quý vị phụ huynh cũng đã tham gia tư vấn trong rất là nhiều cái buổi hội thảo. Thì hôm nay thì rất là hân hạnh là được Victoria Healthcare được kết hợp cùng với lại ở trường ILO để có một cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Hy vọng rằng là cái buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ mang lại một số cái điều lợi ích cho tất cả chúng ta để cùng nhau hiểu về cái bệnh của em bé. Như lời cô Thùy có nói đó, là cái thời tiết giao mùa, bệnh của em bé nó nhiều, ho, sổ mũi vân vân. Nhưng mà ở đây nó có một cái sự hiểu lầm từ rất là lâu rồi, chúng ta cũng hay cứ lặp đi lặp lại. Cái sự hiểu lầm mà khi chúng ta lặp lại thì nó giống như là một chân lý á, nhưng mà nó là một chân lý giả. Thời tiết giao mùa nó không có gây bệnh nha quý vị. Tất cả những cái bệnh mà bé nó có là do nó lây SUV. Nó đi học thì chắc chắn là nó sẽ được lây, cho dù là mùa gì thì nó cũng lây. Quý vị phụ huynh để ý thì trong cái thời gian mà bị cách ly giãn cách của Covid, và bắt đầu tới tháng 2 hay tháng 3 năm 2022 thì các bé nó mới được đi lại, đi học lại tới các cái trường mầm non. Còn trước đó thì hầu như chỉ có những cái bé nào mà cấp 3 thì được học online cộng thêm học trực tiếp một thời gian. Cái số lượng đi học nó cũng rất là hạn chế. Thì quý vị thấy những cái năm đó gần như mùa nào cũng giống như năm nay cả. Chúng ta cũng đều có nắng, có mưa. Ở miền Bắc thì tương đối là có đủ 4 mùa. Ở miền Nam thì gần như chỉ có 2 mùa, nắng với mưa thôi. Nóng cũng y chang như vậy, nhưng mà các bé trong thời gian đó chả có bé nào ho, cảm, sổ mũi, không có bé nào bị bệnh, không có bé nào bị tay chân miệng, không có bé nào bị sốt xuất huyết, vân vân và vân vân. Tất cả đều ở nhà và chẳng có một bé nào được bệnh. Thí dụ mà cái thời điểm đó mà bé nào ho, sổ mũi là thế nào mọi người cũng nghĩ bé đó bị gì ạ? Bị Covid. Tại vì là cái nguồn lây có người đi ra ngoài, mà thực ra là người lớn trong cái dịp đó gần như cũng bị lockdown giãn cách, cũng không ai được đi ra ngoài. Cái số người đi ra ngoài rất là ít, và cái số người tiếp xúc đó là, nói chung là chúng ta tạo một cái khoảng cách á, gọi rằng là giữ khoảng cách á, distancing á, thì gần như cái nguồn lây gần như là không có, và cái cách lây cũng gần như không có, và gần như chúng ta rửa tay hàng ngày, gần như chả có một bé nào bệnh hết. Mùa năm đó y chang như năm nay. Vậy cái điều đó cho thấy là chúng ta đừng có đổ lỗi cho mùa,
những đổ lỗi cho trời nóng, trời mưa. Trời nóng không gây bệnh, trời mưa không gây bệnh, trời lạnh không gây bệnh. Cái điều mà tôi hay nghe nói rằng là thời tiết nó lạnh quá thì là các bé nó hay bị cảm ho sổ mũi, nó nhiễm lạnh. Nếu mà lạnh mà là nguyên nhân gây ra bệnh á, các cái bệnh hô hấp á, thì bảo đảm luôn trẻ con Việt Nam không có đứa nào bị bệnh hết. Tại vì Việt Nam mình là xứ gì ạ? Nhiệt đới, nóng quanh năm. Và đối với các bé là cực nóng luôn. Tại vì cái nhiệt độ phù hợp cho mấy bé là phải 20-22 độ mới là phù hợp. Nhưng mà nếu mà nói về ở Sài Gòn nói riêng hoặc là từ miền Trung trở vào đi, mà để cái được cái nhiệt độ 20-22 độ chắc cũng không có nhiều. Hầu hết là cũng phải 25-26 độ trở lên. Thì điều đó cho thấy rằng là mình sẽ nhận thấy là các bé nó vẫn cứ bệnh hoài. Vậy thì tại sao nó bệnh? Hiểu không? Mình phải đặt cái câu hỏi như vậy. Và nếu mà lạnh mà gây bệnh thì là ở thời điểm hiện tại tất cả mọi người ở Úc và New Zealand là bệnh hết. Tại vì ở Úc bây giờ là khoảng 6-7 độ C là mùa đông, gọi là mùa đông của vùng Nam bán cầu. Còn nếu mà cuối năm thì là ở vùng Bắc bán cầu, ở những nước như là Mỹ, Canada chẳng hạn, hay là Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga vân vân ở châu Âu, thì mùa đông vừa rồi là họ chịu một cái lạnh cực kỳ khắc nghiệt luôn, đó là -46 độ. Vậy thì không lẽ dân của họ bị ốm, bị bệnh hết? Cho đó chúng ta không nên đổ lỗi cho cái lạnh, mà cũng không nên đổ lỗi cho thời tiết, mà chúng ta phải hiểu là gần như các cái bệnh hô hấp của các bé là các bệnh truyền nhiễm, mà truyền nhiễm thì phải có người truyền và có người bị nhiễm thông qua tiếp xúc trực tiếp. Covid lây như thế nào thì các cái bệnh đường hô hấp khác lây y chang như vậy. Nếu mà Covid chúng ta phòng ngừa như thế nào thì các bệnh đường hô hấp khác phòng ngừa y chang như vậy. Đó là những cái kiến thức khởi đầu để mà tôi mong rằng là quý vị ở đây nắm được sơ sơ là tại sao các bé bị bệnh và thời tiết không phải là nguyên nhân gây bệnh. Và mùa nào các bé cũng bệnh hết trơn, các bé có đi học là chắc chắn thế nào cũng được lây, đó là điều chắc chắn. Dạ, em cảm ơn bác Đoàn. Thì hôm nay gặp bác thì chúng ta đã hiểu thêm được một cái kiến thức và không có đổ lỗi cho cái mùa. Dạ, mùa nào thì cũng sẽ bệnh, và các bệnh của con trẻ thì như ba mẹ thấy, hành trình nuôi con lúc nào mình cũng sẽ gặp những cái bệnh của em bé từ nhẹ đến nặng. Và ngày hôm nay trong khuôn khổ của buổi workshop thì mình sẽ để ý đến những bệnh về hô hấp của con ba mẹ ạ. Tại vì trẻ con mà, khi mà cái hành trình nuôi con, kể cả ba mẹ và cả cô giáo mầm non, mình đều thấy những cái việc mà một ngày nọ húng hắng ho, một ngày nọ sổ mũi, rồi khó chịu trong người, bỏ ăn, thì đó là những cái biểu hiện của trẻ con. Thì ngày hôm nay đến với buổi workshop, cô Thùy cũng như ba mẹ rất muốn hỏi bác Đoàn, đó là các bệnh mà nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến ở trẻ con thì mình sẽ thấy là những dấu hiệu, những triệu chứng như thế nào bác ha? Thì để hiểu các cái dấu hiệu về triệu chứng như thế nào á, thì tôi có một cái tóm tắt như sau. Nếu mà quý vị nắm được cái tóm tắt này thì chúng ta hiểu được hết các cái triệu chứng của các bé và hiểu được tại sao nó có triệu chứng đó và các cái triệu chứng đó có lợi hay có hại cho nó và chúng ta chăm sóc nó như thế nào. Vậy thì ho sổ mũi chỉ là một trong vài cái triệu chứng của cái bệnh đường hô hấp thôi. Trở lại cái câu chuyện là cái bệnh là do siêu vi lây từ người này qua người khác, không nhất thiết là trẻ em đâu, người lớn cũng bị. Vậy thì siêu vi á, nó lây và nó xâm nhập vào cơ thể của tất cả mọi người qua ba cái cửa ngõ chính: mắt, mũi, miệng. Ở đây mình đang nói các cái bệnh lý về đường hô hấp và kể cả bệnh lý về đường tiêu hóa luôn. 99,999% các cái con siêu vi nó đều lây qua ba cửa ngõ là mắt, mũi, miệng. Mà nó lây chủ yếu là qua tay của chúng ta, tức là nó lây gián tiếp. Thí dụ như là trên những cái vật dụng thông thường, bàn, ghế, những cái nơi nào mà tay của chúng ta đụng vào á, là nơi đó có nhiều khả năng là sẽ chứa siêu vi. Tại vì cái người bệnh, tay của họ dính siêu vi, họ đụng tay vào chỗ đó. Vậy thì nếu chúng ta nhớ lại cái thời Covid, chúng ta thấy rằng là ở những cái nơi như là tay nắm cửa là tất cả mọi người đều phải đụng vào. Chúng ta muốn vào thì chúng ta phải đụng vào tay nắm cửa. Gần như không có ai không đụng vào tay nắm cửa, đúng không? Rồi ở những cái nhà cao tầng, chung cư vân vân, chúng ta phải đi thang máy, cái nút bấm thang máy. Đó là cái nơi mà dễ bị lây.
Rồi trong công sở hay là tất cả những cơ quan thì có máy tính, bàn phím, rất nhiều chỗ mà chúng ta đụng tay vào. Thí dụ như là cái nơi mà đi vệ sinh, nó xin lỗi, cái nơi đi vệ sinh chúng ta thì cái cần gạt là cái nơi mà đụng tay vào nhiều nhất. Ngay cả cái bồn rửa tay đi, cái vòi đi, thì cần gạt nó là chúng ta đụng tay vào nhiều nhất. Chưa kể là tiếp xúc tay trực tiếp, bắt tay. Chúng ta có nhớ rằng là cái thời Covid mà mọi người hạn chế không bắt tay mà... Đúng không? Đụng cái cùi chỏ. Đụng cùi chỏ thôi. Tại sao? Tại vì cùi chỏ ít bao giờ chúng ta đưa vào cái mắt mũi miệng mình được. Đâu có ai, xin lỗi, không có ai đưa cùi chỏ vào mắt mũi miệng mình được mà. Hầu như đưa vào mắt mũi miệng toàn là bàn tay không à. Người ta gọi bàn tay ta làm nên tất cả là vậy á. Cả ốm, cả bệnh gì mình cũng làm ra luôn. Vậy thì bàn tay dính siêu vi, chúng ta đụng vào mắt, mũi, miệng và đưa siêu vi vào qua ba cửa ngõ đó. Và nếu siêu vi nó xâm nhập vào chỗ nào thì chỗ đó sẽ có phản ứng để đẩy siêu vi ra. Người ta thống kê là trung bình mỗi một ngày một cái người chẳng phải là trẻ con gì cả mình cũng đụng tay vào mắt, mũi, miệng ít nhất cũng phải mười mấy, hai chục lần. Chúng ta vô tình là chúng ta sẽ đụng vào. Ngay cả chúng ta đeo khẩu trang, ví dụ giờ có hai vị đeo khẩu trang ở đây, tôi vừa mới thấy đụng vào tay vào đó. Mới nói xong là có người đụng tay vào liền. Chắc chắn luôn, vô thức chúng ta sẽ đụng tay vào mắt, mũi, miệng. Và đó là cái dịp để chúng ta đưa siêu vi vào. Vậy thì những cái cửa ngõ mà siêu vi xâm nhập sẽ có những cái phản ứng để chiến đấu chống lại siêu vi. Hay bất cứ cái tác nhân gây bệnh nào, bất cứ cái gì lạ mà chúng ta không đồng ý nó xâm nhập vào thì đều có những cái cách của cơ thể để đẩy nó ra. Vậy bây giờ quý vị suy nghĩ, nếu mà chúng ta đụng tay vào mũi, đưa siêu vi vào mũi thì mình phản ứng bằng cách gì để đẩy ra? Chúng ta sẽ hắt hơi, chúng ta sổ mũi. Đó là cái cách để mà chúng ta đẩy siêu vi ra, hay là đẩy bất cứ một cái gì xâm nhập vào mũi. Ở đây mình đang nói về bệnh hô hấp của các trẻ, thì đó là cái triệu chứng để giúp cho cái người bệnh hay là bé đẩy siêu vi ra. Thí dụ như là siêu vi đi vào miệng, hoặc là từ mũi với miệng chúng ta cũng thông với nhau. Siêu vi từ trên mũi xuống cổ họng, từ đi vào miệng đi vào trong họng, thì chúng ta đẩy ra bằng cách gì? Bây giờ nếu trên mũi chúng ta chảy mũi thì xuống cổ họng chúng ta sẽ tiết đàm ra. Các cái dịch tiết của trong cổ họng là có đàm. Rồi đẩy ra bằng cách ho. Rồi nếu mà siêu vi vào mắt thì chúng ta đẩy ra bằng cách gì? Chảy nước mắt, ghèn mắt, đỏ mắt. Vậy thì nói sơ sơ như vậy để chúng ta thấy được là những cái triệu chứng đó là những triệu chứng để cơ thể phản ứng lại, đẩy siêu vi ra. Đó là mới mắt, mũi, miệng thôi. Bây giờ nếu siêu vi được từ trong cổ họng nuốt xuống dưới được bụng của chúng ta nè, thì đẩy ra bằng cách gì? Đi vào đường tiêu hóa. Đúng rồi, đường tiêu hóa thì là xuống bao tử trước, đúng không? Bao tử thì chúng ta đẩy ra bằng cách gì? Thổi ra. Rồi nếu mà siêu vi nó thoát khỏi bao tử đi xuống đường ruột bên dưới thì đẩy ra bằng cách gì? Đi tiêu chảy nhiều lần. Đi càng nhiều chúng ta đẩy ra càng mạnh. Vậy thì quý vị có phải thấy rằng là các bé đi học chắc chắn nó sẽ đổ ghèn mắt, đỏ mắt, chảy mũi, hắt hơi, ngạt mũi. Tức là những cái phản ứng để đẩy siêu vi ra. Nôn ói, đi ngoài, tiêu chảy. Gần như tất cả các bé nó đều trải qua hết các cái triệu chứng đó. Và nếu như nó có những triệu chứng đó thì chúng ta mừng là nó đang có những cái phản ứng để đẩy siêu vi ra. Tất cả các bé đều như vậy. Ngay cả em bé sơ sinh cũng như vậy luôn. Hễ siêu vi xâm nhập vào thì chắc chắn sẽ có cơ hội đẩy ra. Hồi nãy mình nói đi xuống cổ họng đó, và đi xuống cái đường tiêu hóa là bao tử xuống ruột, đúng không? Nếu mà cổ họng nó đi vào đường hô hấp thì nó vào khí quản, thanh quản nè, rồi khí quản nè, phế quản. Tức là quản là cái ống dẫn không khí vào phổi. Thì khi nó vào những cái ống đường thở đó thì chúng ta cũng có những cái phản ứng để đẩy siêu vi ra bằng cách cũng tiết ra cái dịch ở trong cái đường hô hấp đó. Quý vị thấy đàm ở trong đường thở với lại đàm ở trên mũi, mình gọi là nước mũi, ở ngay mắt mình gọi là nước mắt. Tất cả đều bản chất là như nhau. Tên gọi thì khác nhau nhưng bản chất là giống nhau. Đều là các cái dịch tiết của cơ thể nói chung, đường hô hấp hay là của đường tiêu hóa, để giúp cho cơ thể tiêu diệt những cái tác nhân ngoại lai xâm nhập vào. Ở đây mình nói đa số là siêu vi, tại vì siêu vi chiếm 99% các cái bệnh của em bé. Dĩ nhiên có vi khuẩn nữa, dĩ nhiên có các cái loại ký sinh trùng vân vân.
nhưng mà tại vì siêu vi nó chiếm 99% nên mình nói về các cái triệu chứng của siêu vi, nói chung của vi khuẩn cũng giống như vậy thôi. Và đó là những cái phản ứng sơ cấp nhất. Sơ cấp có nghĩa là nó không có chuyên biệt, nó chẳng có đặc hiệu cho một cái loại nào cả. Tất cả cái gì xâm nhập vào nó đều phản ứng như nhau. Ví dụ bây giờ chúng ta chỉ cần một cái tí xíu bụi bay vào mũi thôi, nó cũng không phải là siêu vi, nhưng chúng ta cũng phản ứng giống như vậy là phải hắt xì, phải tiết nước mũi ra. Hoặc một tí xíu bụi bay vào mắt, nó không phải là tác nhân gây bệnh, nhưng chúng ta cũng có cái phản ứng là chảy nước mắt để đẩy cái tác nhân đó ra. Tất cả chúng ta đều có những cái phản ứng như vậy để bảo vệ cơ thể, mà cái phản ứng đó là sơ khởi, không chuyên biệt cho cái gì cả. Vậy quý vị nắm được chưa? Các cái phản ứng sơ khởi là chảy nước mắt, chảy ghèn mắt, sổ mũi, hắt hơi, ho, nôn ói, tiêu chảy. Còn những cái phản ứng cao cấp hơn đối với lại các cái tác nhân gây ra nhiễm trùng, mình gọi là phản ứng cao cấp tại vì là chỉ có một số cái loài động vật cao cấp nó có được những cái phản ứng như vậy thôi. Và cái phản ứng cao cấp đó là sốt. Sốt là một cái phản ứng cao cấp để chúng ta sản xuất ra kháng thể để tiêu diệt siêu vi. Đối với lại siêu vi không có bất cứ thuốc gì tiêu diệt được, không có bất cứ thuốc gì tiêu diệt được, chỉ có những cái dịch tiết của cơ thể và đặc biệt là kháng thể sẽ tiêu diệt siêu vi. Nếu vậy thì giờ chúng ta nhớ lại cái thời kỳ Covid, chúng ta nghe nói về kháng thể nhiều đúng không ạ? Chúng ta có kháng thể để chống lại Covid, thì sau này khi gặp lại cái con siêu vi đấy có sẵn cái vũ khí đặc hiệu để chống lại nó và mình không có bị bệnh nữa, hoặc mình vẫn bị bệnh nhưng mà cái bệnh mình nó nhẹ. Vậy thì có phải bây giờ toàn thế giới đã có kháng thể? Không ít thì nhiều. Kháng thể có thể qua chích ngừa, mình đưa một cái kháng nguyên vào cơ thể, thí dụ như về Covid đi, đưa kháng nguyên vào cơ thể và cơ thể sẽ tạo kháng thể. Sau này khi gặp lại cái con siêu vi đó, mình đã có sẵn kháng thể rồi, mình không có bị bệnh nặng nữa, mình có thể tiêu diệt nó sớm hơn. Mặc dù mình vẫn có những cái phản ứng sơ cấp không đặc hiệu là sổ mũi, ho, nhưng mà mình đã có sẵn kháng thể, mình không có sốt lại nữa, hoặc mình sốt nhẹ mà mình không có bị cái bệnh nặng nữa. Có phải là Sài Gòn chúng ta bây giờ đâu có còn coi cái con siêu vi Covid nó là một cái gì nghiêm trọng giống như 2 năm trước không quý vị? 2 năm trước thì là người nào nhiễm Covid thì là thấy cực kỳ khủng khiếp, đặc biệt là các bậc lớn tuổi. Những cái dịp đó thì đúng là chúng ta trải qua giống như một cái cuộc chiến tranh đúng không quý vị? Nhưng bây giờ thì chúng ta sống chung với nó được rồi, bởi vì chúng ta có kháng thể rồi. Thì các bé nó cũng như vậy á, nó cũng tạo kháng thể. Cái quá trình tạo kháng thể là nó làm cho mình sốt lên. Và sốt là một cái phản ứng có lợi của hệ miễn dịch. Nãy giờ nói đi nói lại quý vị nghe toàn là những triệu chứng gì mà mình đã gặp ở các bé không, và hiểu được là các triệu chứng đó toàn là những triệu chứng có lợi cho nó không, để giúp cho nó chiến đấu chống lại các cái tác nhân gây bệnh, ở đây là siêu vi. Đấy, do đó nãy cô thì hỏi là bây giờ mình các cái triệu chứng của nó như thế nào, thì tôi kể một cách hệ thống như vậy để mình hiểu được là các triệu chứng là sổ mũi, đổ ghen, ho, nôn ói, tiêu chảy, sốt, là mình biết nó đang đánh nhau với lại các cái con siêu vi đó. Và đó là những cái triệu chứng có lợi của cơ thể. Ở đây nói sâu hơn thì tất cả các cái triệu chứng đó mình phải chờ cho nó diễn tiến đủ thời gian thì nó mới hết. Nó giống như cái guồng máy phải quay đủ vòng, cái bánh xe nó phải quay đủ vòng thì nó dừng lại. Sốt nó cũng phải có thời gian để nó dừng lại. Ho, sổ mũi nó cũng có thời gian. Vậy thì một cái đợt mà lây một loại siêu vi thì thường chúng ta thấy là sốt khoảng vài ngày. Vài ngày này nó không nhất thiết phải là 2 hay 3 ngày, có khi là 1 ngày, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày, cả tuần lễ luôn. Do đó ta nói là sốt trung bình, sốt á, trung bình là khoảng 3 ngày. Ở đây tôi xin nhấn mạnh cái chữ trung bình nha quý vị, chứ tôi không nói là sốt đúng 3 ngày. Do đó quý vị sẽ thấy có bé nó sốt 5-7 ngày nó mới hết, nhưng có bé nó sốt có một đêm là nó hết, qua ngày hôm sau nó khỏe, nó đi học lại, nó chơi lại bình thường. Các cái triệu chứng khác như sổ mũi, ho, nó phải kéo dài 2 tuần là trung bình, có thể tới 3 tuần. Khi mà nói tới đây ai cũng nói, ủa sao lâu quá vậy? Nó đâu có lâu. Tại vì khi chúng ta kỳ vọng đó là 3 ngày hết thì thấy 2 tuần là lâu,
Và khi ai nói là một tháng hết thì chúng ta thấy hai tuần là mau. Vậy thì lâu hay mau nó chỉ là cái sự chủ quan của mình thôi. Đúng là chúng ta có phải có cái câu là nhất nhật tại lao là thiên thu tại ngoại không? Một ngày ở trong tù nó bằng 1000 năm ở bên ngoài. Trong khi một ngày của chúng ta bên ngoài hết mau lắm. Ủa mới đây đã hết ngày rồi, nhưng mà đối với cái người ở trong nhà tù thì thấy một ngày nó rất là lâu. Vậy thì lâu hay mau đều là do cái ý niệm, những cái quan niệm, những cái định kiến của mình trước đây thôi. Vậy thì một đợt của cảm siêu vi nó ho sổ mũi phải 2 tuần nó mới hết. Ói tiêu chảy, ói thì thường khoảng 1 ngày, tiêu chảy khoảng 5 ngày tới 7 ngày. Nói chung đối với mỗi một cái loại triệu chứng như vậy á, mình phải chờ cho nó diễn tiến. Đi tiêu chảy cũng vậy, thường nãy có nói là khoảng 5 ngày đúng không ạ? Hay là 7 ngày thôi, mình lấy khoảng 5 ngày cho nó dễ nhớ. Thì 3 ngày đầu, tức là một nửa đầu, chúng ta sẽ thấy càng ngày tiêu chảy càng tăng. Lúc đầu tiêu chảy có 1-2 lần, sau đó qua 5-6 lần, sau đó qua 10 lần một ngày, sau đó nó giảm xuống còn 7-8 lần, sau đó 2-3 lần, sau đó hết. Tức là nó đi lên đến đỉnh thì nó sẽ đi xuống. Thì nếu mà chúng ta nhớ à, những cái phản ứng chung của cơ thể là các cái triệu chứng thì nãy tôi mô tả, thời gian diễn tiến của mỗi triệu chứng, cách diễn tiến của từng triệu chứng là sẽ tăng lên và giảm đi, thì chúng ta biết cái cách để theo dõi nữa. Tức là lúc nào thấy nó sốt thiệt dữ là biết nó sắp sửa hết sốt, lúc nào thấy nó ho thiệt dữ là biết nó sắp sửa hết ho. Chúng ta hiểu được các cái diễn tiến của triệu chứng đó thì chúng ta sẽ yên tâm hơn và biết cách theo dõi và đỡ phải bắt bé nó đi khám. Dạ em cảm ơn bác Đoàn với lại cái chia sẻ rất là cụ thể ba mẹ ha. Cái hành trình nuôi con của mình thì chắc chắn sẽ trải qua những cái giai đoạn là con sẽ ốm, con sẽ sốt, con sẽ bệnh những bệnh này bệnh kia. Thì rõ ràng là cô Thùy sẽ thấy được để cho con được ốm là một trong những cái cách giúp cho trẻ con và giúp cho con trẻ càng ngày càng khỏe mạnh, càng ngày càng lớn hơn. Không thể nào mà một em bé từ nhỏ đến lớn mà mạnh dạn là con tôi không bệnh thì không lớn được ba mẹ. Như ông bà ta hay nói, hoặc kể cả bác sĩ đến phòng khám thì bác sĩ cũng nói phải cho con được ốm, đi học là phải có ốm một xíu thì mới quen với việc ra ngoài, khỏe hơn, mạnh dạn hơn, tự tin hơn, sức đề kháng nhiều hơn ba mẹ. Và câu chuyện của người làm cha làm mẹ như mình, hoặc là như các cô đang nuôi dạy con, thì đâu đó sẽ là làm cách nào để mà mình phòng ngừa nè, mình hạn chế nè, mình giúp cho con vượt qua những cái triệu chứng, vượt qua những cái giai đoạn đó trong cái quá trình nuôi con. Chứ còn cách nào thì con trẻ cũng sẽ ốm thôi ba mẹ ạ. Dạ, thì đến với câu hỏi tiếp theo, cô Thùy cũng như là phụ huynh cũng sẽ rất muốn hỏi bác là những cái cách nào mà để mình có thể phòng ngừa cái triệu chứng về bệnh hô hấp khi mà con đến trường ba mẹ. Vâng, thì hồi nãy là chúng ta biết được là cái bệnh đường hô hấp là do các cái tác nhân siêu vi lây từ người này qua người khác. Và lây chủ yếu qua gì ạ? Tay của mình. Tay mình đụng vào chỗ nào? Đụng vào mắt, mũi, miệng thì chúng ta đưa siêu vi vào. Phòng ngừa cho các bé hay là phòng ngừa cho tất cả chúng ta nói chung, chúng ta phải rửa. Dạ, rửa tay. Vậy có phải là nó lại trở lại y chang như những gì chúng ta học từ cái Covid không? Tức là nó rất là đơn sơ, tất cả các cái loại bệnh hô hấp, tất cả các cái dịch bệnh gì trên thế giới này xảy ra, Tổ chức Y tế Thế giới hay các bác sĩ cũng đều nói phòng ngừa bằng cách rửa tay, rửa tay, rửa tay, rửa tay. Rửa tay mọi lúc, mọi nơi, rửa tay đúng cách. Vậy thì cái chữ đúng cách nữa là sao? Thứ nhất á, là nếu mà rửa tay bằng nước không á, là ít khi nào chúng ta tiêu diệt được các cái tác nhân gây bệnh lắm. Rửa tay bằng nước thì mình quét đi được những cái chất bẩn và một phần của cái tác nhân gây bệnh, nhưng mà không hoàn toàn. Vậy thì chúng ta phải có những cái chất sát khuẩn và rửa tay bằng xà phòng. Có phải là trở lại giống như Covid không quý vị? Ở đây nãy giờ mình toàn nói về Covid, mà hiểu về Covid thì hiểu về những cái bệnh đường hô hấp khác. Vậy thì rửa tay bằng xà phòng đúng cách là phải rửa đủ lâu, sát xà phòng đủ lâu thì nó mới tiêu diệt được hết các cái virus, hay là gần hết các virus. Vậy đủ lâu là bao nhiêu? 20 giây sát xà phòng. Gần như tất cả chúng ta ngồi đây không có ai rửa tay đủ 20 giây hết. Mà rửa đủ 20 giây là chúng ta phải hát cái bài Happy Birthday á. Còn thường chúng ta rửa xong ấy là tính ra chưa được 5 giây đồng hồ nữa. Ví dụ như là quý vị nào xin lỗi có đeo Apple Watch đúng không? Đeo Apple Watch thì trong đó nó phải có một cái app rửa tay không? Cái app đó nó làm ra trong cái thời Covid á. Mà cái app rửa tay đó nó bắt mình rửa đúng 20 giây á. Tức là mình rửa tay là nó phát hiện ra cái động tác rửa tay liền. Bắt đầu nó bật cái đó lên, nó rửa tay, chờ mà chừng nào nó báo dừng lại, quý vị sao lâu quá, sao rửa hoài không hết 20 giây. 20 giây rất là lâu. Bữa nào quý vị thử rửa tay 20 giây coi, rất là lâu.
saxophone rất là lâu. Bây giờ cũng trở lại lâu mau là tùy vô cái quan điểm của mình, nói là ho 2 tuần là lâu quá, mà rửa tay 20 giây, ui sao nó cũng lâu quá. Thực ra 20 giây so với 2 tuần cũng không có lâu đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta rửa ngắn hơn thì nó sẽ không tiêu diệt đủ các cái tác nhân gây bệnh. Cái này nó đã được nghiên cứu rồi quý vị, nghiên cứu rồi. Mà nghiên cứu ở bên Mỹ cái gì họ cũng nghiên cứu hết trơn á. Về cái thời gian sát xà phòng á, là phải ít nhất 20 giây nó mới đủ nha. Nếu mà chúng ta không có xà phòng á, thì mình có cái gì ạ? Cồn. Tức là các loại nước rửa tay nhanh, nó gọi là nước sát khuẩn nhanh á. Thì bản chất của các cái loại nước sát khuẩn nhanh nó đều là cồn hết á. Cồn 70 độ thì sát khuẩn tốt hơn là cồn 90 độ nha quý vị. Và cồn thì không cần phải sát lâu đâu, là mình sát lên là cũng đủ để tiêu diệt các loại siêu vi. Tuy nhiên á, là cồn nó không rửa sạch bằng xà phòng, nó chỉ một cái biện pháp nói cho mình tạm thời thôi. Và khi có điều kiện chúng ta rửa bằng xà phòng nó tốt hơn, nó cũng có nghiên cứu rồi. Với lại xin lỗi, một số trường hợp tay mình nhìn nó bẩn là chắc chắn rửa cồn là không thể sạch được rồi, phải có xà phòng ha. Thì cái này chắc chúng ta cũng đã biết rồi nên mình không phải, đó là cái cách phòng ngừa khá là hiệu quả. Trong Covid thì còn giãn cách nữa, tức là cách 2 mét đúng không ạ? Tại sao nó có cái khoảng cách đó? Tại vì các cái bệnh hô hấp là lây qua từ cái người bệnh, người ta ho hắt hơi hạt nước bọt nó chứa siêu vi nó văng ra ngoài trong môi trường. Và cái kích thước của cái hạt nước bọt đó, nếu mà nó to thì nó sẽ rơi gần chúng ta đúng không? Nhưng mà kích thước nó rất là nhỏ thì nó sẽ bay xa, nó sẽ đi theo cái quỹ đạo hình như vậy. Vậy thì các cái hạt nước bọt đó, người ta tính toán là thấy nó bay khoảng 2 thước đổ lại. Nhưng mà nói các bé mà nó giãn cách 2 mét thì chắc không có bé nào đi học ở trường đó, nó buồn quá, nó phải chơi gần với nhau. Do đó nếu mà nói khoảng cách đối với các bé là không thể được nha. Mình chỉ cho nó rửa tay rồi dạy cho nó che miệng khi ho, khi hắt hơi đúng cách luôn. Nếu mà quý vị che khi mình ho hắt hơi thì mình che ra làm sao? Có người thì để vầy, có người thì để vầy. Vậy thì cái gì là đúng cách? Nếu mà chúng ta che bằng bàn tay thì bàn tay của mình sao? Mình sẽ dính vi khuẩn, dính các tác nhân gây bệnh. Mình có đi rửa tay ngay sau đó không? Gần như không ai đi rửa tay đúng không? Che xong cái tay mình dính, xong mình đụng vào chỗ mà nãy tôi nói nè, tay nắm cửa nè, cái cần gạt toilet nè, cái cần gạt của vòi nước nè. Vậy thì che đúng cách không phải là dùng bàn tay để che mà là... Dạ, mình sẽ dùng cái chỗ. Dùng dạ. Cái khuỷu tay ha, cái phần gấp của khuỷu tay để che. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không có dùng khuỷu tay để cầm nắm. Hồi nãy có nói rằng là thời Covid là không có tránh bắt tay đúng không? Hai bên đụng cái khuỷu tay, tại vì không ai dùng khuỷu tay để cầm nắm, không ai dùng khuỷu tay để đưa lên mắt, mũi, miệng. Vậy thì mình che miệng đúng cách cũng là che như vậy. Mà khi mà quý vị thấy đứa nào mà ho hắt hơi mà để lên che vậy là biết nó có trình độ rồi đó. Không, có những đứa nó che như vậy thật. Khi mà được dạy, em bé nó rất là thông minh, nó cực kỳ thông minh hơn chúng ta nghĩ nhiều. Do đó tôi hay nói ở phòng khám là em bé sinh ra nó rất là thông minh cho tới khi chúng ta dạy cho tới khi chúng ta làm cho nó ít thông minh đi thôi. Do đó nếu mà chúng ta dạy nó đúng ngay từ đầu thì sau này nó rất là giỏi. Còn chúng ta dạy nó sai sau này sửa rất là khó, tại vì nó theo thói quen. Thì có một số bé mà nó đi khám trực tiếp với tôi thì nó che miệng y như vậy đó. Tức là mình dạy cho nó đúng, nó làm đúng. Rồi mai mốt ai dạy khác sai thì có khi nó sẽ thay đổi, cái đó mình không biết được. Nhưng mà nếu mà cái thói quen đúng đó nó cứ lặp đi lặp lại thì nó sẽ thành một cái phản xạ. Cái phản xạ thực ra là cái gì mình cứ lặp đi lặp lại hoài. Đó là cái cách phòng ngừa thứ hai. Thứ nhất là nhớ là rửa tay bằng xà phòng đúng cách, là hát bài Happy Birthday 2 lần hoặc là 20 giây. Rửa tay bằng nước sát khuẩn, rửa tay thường xuyên. Còn khi nào rửa tay thì chắc nhà trường cũng đã dạy em bé đúng không ạ? Trước khi mình ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi bẩn ở ngoài, vân vân. Đó là những cái lúc mình hay rửa tay, đặc biệt là trước khi ăn, tại vì đồ ăn mình cầm vào và đưa vô miệng là cũng là cái cách để mà mình đưa siêu vi vào đó. Che miệng đúng cách khi ho là như vậy. Còn khoảng cách hay là gì thì khó mà cản lắm. Mà đôi khi các bé ho thẳng như mặt nhau mình cũng không cản được, tại vì nó chơi chung với nhau thì nó hắt xì thẳng vào mặt nhau thôi, cái điều đó mình không thể tránh được. Nó ho thẳng vào những cái đồ chơi mình cũng không tránh được. Và không có bắt bé nó đeo khẩu trang nha, khẩu trang thực ra nó cũng không có ngừa được.
bao nhiêu hết trơn á. Nó cái hiệu quả ngừa của khẩu trang rất ít. Hậu quả hiệu quả ngừa của khẩu trang là nó chỉ ngừa cái người bệnh lây cho người khác là chủ yếu. Cái người nào bị bệnh khi mình đeo khẩu trang thì khi mình ho ra là nó bị chặn lại từ cái khẩu trang đó rồi. Nó giống như mình che miệng vậy đó, hiểu không? Còn mình khó tránh được người khác ho mà đụng vô khẩu trang mà đi vào, tại vì con siêu vi nó nhỏ hơn cái kích thước của cái khẩu trang mình được bảo vệ đó. Khẩu trang mà bảo vệ thì chắc quý vị biết là phải N95 mới bảo vệ được. Mà bảo đảm ở đây chúng ta không ai đeo nổi N95 đâu. Rất là khó chịu. Đúng N95 đàng hoàng nha, là rất khó chịu. Do đó là vụ đeo khẩu trang là không bắt nó bé được rồi. Có một cách phòng ngừa rất quan trọng là chích ngừa cho bé nha. Đặc biệt là chích ngừa cúm hàng năm. Chúng ta hay quên chích ngừa cúm lắm. Và chúng ta hay hiểu nhầm về cái bệnh cúm. Cứ nghĩ nó giống như cảm thông thường á. Cúm nó không có giống như cảm thông thường. Cúm nó bị nặng hơn là cảm rất là nhiều. Tức là người nào bị cúm rồi thì chắc sẽ tởn tới già, nằm liệt giường 2 tuần lễ. Sau khi hết nằm liệt giường xong rồi còn mỏi mệt cỡ 2 tuần nữa, tức là mất 1 tháng trời đó. Do đó cái cách phòng ngừa cúm tốt nhất, chích ngừa cúm hàng năm. Nó giống như Covid vậy quý vị. Cúm nó bị cũng giống như Covid vậy đó. Nó cũng gây ra tử vong ở những cái đối tượng như người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch, y chang như vậy. Covid nó sao thì cúm nó là như vậy. Rồi đặc biệt là các bé nhỏ thì phải cho nó chích ngừa 6 trong 1, chích ngừa phế cầu đầy đủ. Gần như các cái vaccine mà chích cho các bé đó là những cái vaccine phòng ngừa các cái bệnh nguy hiểm cho nó. Những bệnh nguy hiểm là những cái bệnh mà có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe trực tiếp, ảnh hưởng tới tính mạng của các bé và ảnh hưởng tới cái dự hậu hay là cái chất lượng cuộc sống của bé sau này. Tức là dự hậu là sao? Bé nó có thể hết bệnh nhưng nó để lại những cái di chứng về bệnh. Nó bị viêm màng não, nó có thể để lại di chứng của viêm màng não. Chất lượng cuộc sống của nó có thể bị ảnh hưởng. Đó, thì cái việc chích ngừa đầy đủ để bảo vệ cho các bé nó có được cái miễn dịch với các cái bệnh nguy hiểm. Còn những cái bệnh không nguy hiểm, ví dụ như cảm thông thường, chúng ta thấy ho sổ mũi hoài. Có tới mấy trăm loại siêu vi gây ra ho cảm sổ mũi như vậy. Những cái bệnh đó không có hề có vaccine. Không có ai sản xuất ra 200 loại vaccine để bắt chúng ta chích, đúng không? Mà có 200 loại vaccine thì chắc cũng không có phụ huynh nào cho con mình chích 200 loại vaccine đó. Vừa tốn tiền vô ích, tại vì những cái bệnh đó nó nhẹ, không có đáng để mà sản xuất vaccine. Để cho có đề kháng với các cái bệnh đó thì chúng ta cho nó đi học. Tức là phòng ngừa bệnh bằng cách cho nó bệnh. Nghe cái này có vẻ hơi vô lý đúng không? Nhưng mà cho nó bị những cái bệnh nhẹ nhẹ đó đó, để nó có đề kháng. Thì đó là những cái cách để chúng ta giúp cho bé nó có được một cái hệ miễn dịch mạnh, để khi mà lớn lên thì nó có thể nó không có bị những cái bệnh vặt vãnh này. Nó không ảnh hưởng gì tới chất lượng cuộc sống của bé, không ảnh hưởng tới công việc học hành của bé, và nó có thể đương đầu được với rất nhiều bệnh sau này. Vậy thì một trong những cái cách mà bác sĩ khuyên chúng ta, và nếu như bạn nhỏ nào đi học thì ba mẹ sẽ thấy về nhà 6 bước rửa tay là thuộc lầu lầu luôn ba mẹ. Nhiều khi ở nhà mà ba mẹ cho đi rửa tay, các bạn mà rửa thiếu bước là các bạn nhắc lại ba mẹ. Cho nên là cho con đi học sẽ có những cái cách ba mẹ thấy là thường cô giáo cũng vệ sinh lớp mỗi ngày, lau tay nắm cửa, lau đồ chơi là một trong những cách phòng bệnh cho con. Rồi rửa tay 6 bước, hoặc là không thì lần này có thể là nhờ bác Đoàn hướng dẫn một cách nữa, về mình hát luôn 2 lần bài Happy Birthday mỗi ngày mừng sinh nhật luôn, mình rửa cho nó chắc ba mẹ ha. Dạ, và cũng như lặp lại lời của bác Đoàn, đó là để cho con được ốm thì con mới lớn và khỏe được. Thì câu hỏi cuối cùng trong khuôn khổ của buổi workshop ngày hôm nay của chúng ta, đó là về việc sử dụng kháng sinh ba mẹ, và sử dụng như thế nào để cho cái việc mà mình cho con uống loại kháng sinh đó nó vừa có đúng công hiệu, đúng tác dụng và theo những sự chỉ định của bác sĩ. Thì ngày hôm nay câu hỏi trong cái buổi workshop của mình đối với bác Đoàn, đó là việc mình sử dụng kháng sinh cho con như thế nào và hiệu quả cái sử dụng kháng sinh cho con, thì mình cần lưu ý, cần ghi nhớ gì để mà cho con trẻ sử dụng, nếu cần phải sử dụng một cái loại kháng sinh thì nó sẽ phù hợp và nó có tác dụng với con phù hợp nhất bác ha. Nếu mà nói về cái việc sử dụng kháng sinh đó, thì đó là một cái bệnh nan y trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Bệnh nan y là không phải là bệnh của con nít nha, mà là bệnh của người lớn. Tức là mình sử dụng kháng sinh bừa bãi quá. Bừa bãi đây vừa kể cả là không đúng chỉ định, thứ hai nữa là không đúng cách, không đúng thuốc, vân vân. Vậy thì không đúng chỉ định nghĩa là sao? Chúng ta nhớ lại thì hồi nãy đó tôi có nói rằng là đối với lại các cái bệnh mà là do siêu vi á, thì không có thuốc gì trị được cả. Kháng sinh nó không có trị được siêu vi,
hoàn toàn chẳng có một cái kháng sinh nào trị được siêu vi cả. Do đó nếu mà lại nhớ lại Covid, tôi hay nhắc lại Covid tại vì nó gần đây, mình chưa quên. Có phải rằng là quý vị thấy người ta nói Covid không có điều trị đặc hiệu không? Ngay từ đầu các cái truyền thông đưa lên họ nói rất là đúng. Tức là bệnh Covid không có thuốc điều trị đặc hiệu, có nghĩa là không có bất cứ cái kháng sinh nào trị được Covid cả. Những cái thuốc mà người ta nói trị Covid chỉ là kềm hãm cho nó đừng có copy nhân bản lên thôi, chứ mình không có giết được nó. Khi nó xâm nhập vào trong cơ thể, bất cứ cái con siêu vi nào xâm nhập vào trong cơ thể của người bệnh á, nó cũng đều phải lấy những chất liệu của cái người đó để mà copy thành cái bản copy của nó nhân ra nhiều, giống như là chúng ta đi photo rồi đó. Những cái thuốc mà mình tạm gọi là tiêu diệt siêu vi, nó không có tiêu diệt được mà nó chỉ ngăn cái quá trình copy của con siêu vi đó nhân bản ra thôi. Kháng sinh nó chỉ diệt được vi khuẩn chứ nó không diệt được virus. Virus là siêu vi nha quý vị. Vậy thì để nói sử dụng đúng chỉ định, đúng cách á, thì chúng ta phải hiểu cái tác nhân nào gây ra cái bệnh đó. Do đó bác sĩ bảo con của bạn bị viêm họng, bị viêm hô hấp trên, bị viêm phế quản, bị viêm tiểu phế quản, cái chữ viêm gì không quan trọng. Bác sĩ nói viêm cái gì không có quan trọng. Cái mà mình phải biết và quan trọng để quyết định là có điều trị kháng sinh hay không là mình phải hỏi bác sĩ tác nhân nào gây ra cái viêm đó. Chúng ta phải hỏi bác sĩ là vậy thì tác nhân gì gây ra cái viêm đó. Ở đây mình nói tác nhân là nói một cách chung là mình phải phân biệt. Nếu tác nhân đó là do virus siêu vi là biết chắc chắn không có kháng sinh nào sử dụng được. Bác sĩ nói bệnh này là do siêu vi, rồi biết không có thuốc gì trị. Mà cái thuốc duy nhất là thời gian. Quý vị hiểu không ạ? Bệnh do siêu vi không có thuốc trị, cái thuốc duy nhất là thời gian, có nghĩa là mình phải chờ nó diễn tiến đủ thời gian thì nó hết. Vậy thì những cái bệnh siêu vi nè, các cái bệnh hô hấp viêm mũi họng nè, viêm họng nè, viêm phế quản nè, viêm tiểu phế quản và ngay cả nhiều trường hợp viêm phổi là do siêu vi. Rồi viêm ruột, viêm tai giữa có thể do siêu vi hay vi khuẩn. Rồi viêm kết mạc do siêu vi, vân vân. Rất nhiều cái chữ mà người ta sử dụng cái chữ viêm, mà viêm bản chất của nó chỉ là một cái phản ứng của hệ miễn dịch để đánh lại cái vật lạ thôi, chống lại cái vật lạ thôi, chứ không có nghĩa là viêm là xài kháng sinh nha quý vị. Cho nên mình phải hiểu ngay từ đầu là bác sĩ nói viêm cái gì thì phải hỏi tác nhân nào gây cái viêm đó. Cái này là do siêu vi phải không hay là do vi khuẩn, chúng ta phải hiểu được cái đó để biết được là có xài kháng sinh hay không. Nhưng mà ở đây tôi nói với quý vị nghe như vậy á, quý vị mà hỏi bác sĩ ghét cái câu hỏi đó lắm. Dạ. Nhưng mà đối với tôi rất là thích cái câu đó. Khi phụ huynh hỏi được tới câu đó là tôi biết phụ huynh đang rất là muốn tìm hiểu. Hiểu thì mới hỏi được như vậy. Nên là bây giờ tôi cũng phải ngồi tôi giải thích cho các cái phụ huynh đó. Và để mà giải thích được phải mất 30 phút nói từ đầu. Đặc biệt mà có ông bà đi theo là phải 1 tiếng. Mà nếu ông bà đó, nói xin lỗi, nếu ông bà đó là bác sĩ 1 tiếng rưỡi. Đó là sự thật nha quý vị. Tại vì tôi đã gặp hết mấy cái trường hợp như vậy rồi. Thực ra ông bà là bác sĩ rất khó trị. Có một cái câu vui, tức là một cái vị gọi là khoa trưởng của khoa y là dean. Nếu quý vị biết tiếng Anh là dean là giống như trưởng khoa y vậy đó. Hoặc là hiệu trưởng của cái trường y nổi tiếng ở Mỹ là Harvard. Ông nói trong một cái buổi lễ tốt nghiệp của bác sĩ ở đó, ông nói câu này: một nửa cái điều chúng ta biết hôm nay là sai, là không có đúng. Tức là quý vị đã học xong hết y khoa rồi, bắt đầu đi ra, bắt đầu học thêm các cái chuyên khoa và hành nghề. Nhưng mà ông nói một câu là một nửa những điều mà chúng ta biết hôm nay là sai. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta không biết nửa nào là sai. Câu đó cho thấy rằng là chúng ta phải học hoài, chúng ta phải làm nghiên cứu hoài. Và luôn luôn chúng ta phải nghi ngờ cái kiến thức của mình, biết á, coi chừng không biết nó có bị lỗi thời hay là nó bị sai hay không. Đó là một cái vấn nạn của bác sĩ. Đó, do đó, nhưng mà cái nguyên tắc chung là gì? Mình phải biết là cái tác nhân siêu vi là phải chờ. Không có kháng sinh nào điều trị được. À, đương nhiên đây thì cũng nói luôn á, là có nhiều cái hiểu nhầm về kháng sinh như vậy. Khi mà chúng ta thấy mà cái bé nó bị ho rất dữ, ho suốt đêm, ói tùm lum khi ho, có phải là cái vị phụ huynh sốt ruột không? Dẫn cái đi khám, cho luôn kháng sinh cho thấy mấy ngày sau nữa. À, đỡ hơn. Nó đỡ. Yeah. Nhưng mà chúng ta đâu có hiểu rằng là nó đỡ là do tới cái chu trình đó thì nó đỡ. Chứ không phải là kháng sinh làm cho nó đỡ.
Bây giờ nếu mà một bé chẳng uống một viên kháng sinh nào, khi ho rất dữ như vậy, phụ huynh chịu khó ngồi, chịu khó khuyến khích nó uống nước thì cũng thấy mấy ngày sau nó cũng đỡ y chang như vậy. Mà muốn thấy được cái y chang như vậy thì phải có sự kiên nhẫn. Phải có cái sự kiên nhẫn, tỉnh táo, biết được là sắp tới này nó sẽ bớt. Nhờ là những cái phụ huynh nào mà đã khám cho rồi thì họ nhận biết được cái điều đó. Họ thấy rằng là tụi nó tới lúc này là sắp bớt. Họ thấy đúng vài ngày sau thì nó bớt. Mà thậm chí họ còn nói bác sĩ mắc tai, tôi không có mắc tai gì hết. Tại vì tới nhầm cái lúc đó đó. Tới nhầm cái lúc mà ho rất dữ mà không có cho thuốc gì hết, đi về thì hết. Thì tôi biết là cái bệnh nó chả có một cái thuốc gì trị được. Mà khi mà nó biết không có thuốc gì trị được mà mình cho thuốc thì không có đúng với cái trách nhiệm của mình. Nhiệm vụ của tôi lúc đó chỉ là để trị phụ huynh thôi. Tức là giải thích cho các phụ huynh hiểu được tới lúc này là lúc nó sắp hết. Đó, do đó tôi không cho kháng sinh trong mấy cái bệnh đó nha quý vị. Bác sĩ nói viêm phế quản là không có xài kháng sinh, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản vân vân không có xài kháng sinh, viêm họng cũng không xài kháng sinh, viêm họng mà có mũ cũng không có xài kháng sinh. Chỉ có viêm họng nào mà là do vi khuẩn liên cầu nhóm A thì mình mới xài kháng sinh. Một số trường hợp kháng sinh khác, ví dụ như viêm tai giữa thì có thể xài kháng sinh. Tuy nhiên hầu hết viêm tai giữa nó tự hết mà không cần xài kháng sinh. 85-90% các trường hợp viêm tai giữa. Nếu mà quý vị chịu khó theo dõi cho nó, trong lúc nó bị viêm tai giữa thường nó sốt với đau tai á, thì mình chỉ cần cho nó uống thuốc giảm sốt thôi và chờ khoảng 3 ngày cho tới 5 ngày thì có thể nó cũng hết sốt, hết đau tai mà chúng ta không cần phải xài kháng sinh. Tức là ngay cả những cái bệnh có xài kháng sinh, nếu mà chúng ta chịu khó chờ thì cũng có thể thấy nó hết mà không cần kháng sinh. Còn khi mà đã đúng là cái bệnh cần phải xài kháng sinh thì mình xài hết liều luôn. Do đó, để mà biết xài hết liều hay không thì chúng ta phải biết cái bệnh nó có đúng phải xài kháng sinh hay không nha. Đó, do đó về vấn đề kháng sinh như thế nào? Thứ nhất là mình biết cái bệnh nó có cần thiết phải xài kháng sinh hay không, bằng cách là hỏi câu là tác nhân gì gây ra cái bệnh đó. Nếu nó là siêu vi, tự động kết luận không xài. Còn nếu nó là vi khuẩn, chúng ta có thể chờ được hay không? Hay là phải xài liền? Tại vì có những trường hợp bệnh do vi khuẩn chúng ta vẫn chờ được, không xài kháng sinh vẫn hết, ví dụ viêm tai giữa. Rồi một số cái nhọt ngoài da, nó một số trường hợp á, có thể chúng ta chờ nó bể cái nhọt nó ra nó cũng hết mà cũng không cần phải xài đến kháng sinh. Và khi mà quyết định xài tới kháng sinh đúng, mình nói đang nói là xài kháng sinh đúng nha, thì phải xài hết cái liều kháng sinh. Mà hết liều kháng sinh thì nó phải tùy thuộc vô cái loại kháng sinh mình xài là cái gì, cái bệnh nó là cái gì, tác nhân gây bệnh là cái gì. Tại vì nó tùy mỗi một cái bệnh mà cái thời gian xài kháng sinh khác nhau, cái liều xài kháng sinh cũng khác nhau, chọn cái kháng sinh cũng khác nhau. Do đó mấy phụ huynh có nói là em xài kháng sinh mạnh lắm rồi mà sao nó không hết. Ở đây tôi nói là chả có kháng sinh nào gọi là kháng sinh mạnh hay là kháng sinh nhẹ, thì chỉ có kháng sinh đúng hay không đúng thôi. Khi đã xài thì mình xài đúng cái loại kháng sinh, xài đúng cái liều, đúng cái thời gian bệnh và uống cho nó hết liều. Còn trong thời gian uống, có thể cái người bệnh đó có những cái tác dụng phụ có thể mình không tránh khỏi của kháng sinh, thì những cái tác dụng phụ đó mình sẽ hỗ trợ bằng những cách nào khác. Nhưng mà đôi khi mình cũng phải chấp nhận cái tác dụng phụ đó và xài hết cái liều kháng sinh. Còn nếu một số tác dụng phụ mà không thể nào mà chịu nổi thì có thể phải đổi qua cái kháng sinh khác hoặc đổi qua cái đường xài kháng sinh khác nha. Thì cái đấy phải đi khám lại. Đó là cái nguyên tắc về xài kháng sinh. Bác sĩ Đoàn vừa mới chia sẻ với lại phụ huynh mình về cái cách để mà sử dụng kháng sinh cho con. Thứ nhất là đúng, thứ hai là phù hợp. Và em nghĩ đây cũng là một trong những kiến thức rất là hữu ích và hiệu quả trong cái hành trình nuôi con của ba mẹ, cũng như là cái việc chăm sóc con từ bên phía nhà trường. Dạ, thì cái phần kiến thức trong khuôn khổ buổi workshop của chúng ta ngày hôm nay, các bệnh về đường hô hấp và cách sử dụng kháng sinh cho con, thì được gói gọn trong những cái chia sẻ rất là xúc tích và rất là ý nghĩa của bác Đoàn. Sau đây sẽ là những cái phần mà chúng ta có thể đặt câu hỏi với bác và những câu hỏi mà phụ huynh đã gửi đến cho trường ILO của em để nhờ bác có một số cái giải thích và những cái chia sẻ. Chắc là mình sẽ đến với một câu hỏi mà phụ huynh gửi đến cho buổi workshop hôm nay của mình. Câu hỏi này nó cũng rất là thiết thực và ba mẹ thường hay gặp, đó là tình trạng mũi xanh ở trẻ, bác sĩ. Dạ, và đôi khi khi mà con sổ mũi thì mình sẽ không còn thấy con ra mũi trong nữa và bắt đầu đục dần chuyển qua tới xanh. Lúc đó thì chắc chắn là ba mẹ sẽ lo lắng tình trạng này như thế nào, vì sao, và đây có phải là biểu hiện nặng hoặc là nó trở nặng của em bé hay không. Thì nhờ bác giải thích giùm câu này để mà phụ huynh đang theo dõi có thể biết thêm về vấn đề này bác. Vâng, đây là một câu hỏi cũng khá là hay.
mà rất là nhiều người hiểu nhầm về cái triệu chứng mũi xanh. Rất là nhiều người hiểu nhầm về triệu chứng mũi xanh. Và cái người hiểu nhầm đó ngay cả bác sĩ. Tại vì cái triệu chứng đó là do bác sĩ nói ra. Chứ nếu mà bác sĩ không nói thì chắc quý vị phụ huynh cũng chả thèm để ý mũi xanh, mũi trắng gì hết trơn đó. Ngày xưa tôi học tôi cũng sai như vậy. Tôi cũng sai, tôi nghĩ rằng là mũi xanh là bị bội nhiễm à. Bị bội nhiễm đó là nhiễm vi khuẩn và phải xài kháng sinh. Ngày xưa tôi cũng hiểu sai ý như vậy. Tức là khoảng 20 năm trước tôi hiểu sai. Nên nãy có nói một câu, quý vị có nhớ không? Một nửa những gì mà chúng ta học là sai. Vấn đề là chúng ta không biết nửa nào là sai. Vậy thì á, cái hiểu đúng là như thế nào? Thật ra á, cái câu đó trên thế giới ngày xưa người ta cũng hiểu sai. Người ta cũng hiểu sai, toàn thế giới là như vậy. Cho tới khi, ở trên thế giới thì họ hay lắm. Tức là khi họ nghĩ tới cái vấn đề gì thì họ sẽ làm nghiên cứu để chứng minh cái họ nghĩ có đúng hay không đúng. Họ thiết kế những cái nghiên cứu. Vậy thì họ thiết kế nghiên cứu như thế nào? Tức là đầu tiên họ nghĩ là cái mũi xanh đó là do bội nhiễm, là super infection, đó là nhiễm cái vi khuẩn khác vô nó mới gây ra cái mũi xanh. Vậy thì nghiên cứu bằng cách là họ lấy cái dịch mũi đó, khi nó có mũi xanh mũi vàng á, chảy mũi xanh mũi vàng, họ lấy cái dịch mũi đó ra họ cấy để xem coi những cái con vi khuẩn nào ở trong đó, xem cái phổ vi khuẩn trong cái mũi xanh là cái gì. Rồi họ mới đi so sánh với một cái người chả có chảy mũi, không có bất cứ triệu chứng gì. Họ cũng ngoáy mũi ra, họ đem cái mẫu bệnh phẩm đó đem đi cấy. Tại vì trong mũi họng của mình có vi khuẩn, nó gọi là vi khuẩn thường trú. Thường trú là nó nằm ở đó, nó chả có bệnh gì hết á. Người nào cũng có, nó gọi là vi khuẩn thường trú, nó nằm yên ở đó. Vậy bây giờ so sánh giữa cái nhóm vi khuẩn trong cái dịch mũi xanh với vi khuẩn của một người khỏe mạnh bình thường có gì khác nhau không? Nếu có sự khác nhau rõ ràng thì mình mới gọi là bội nhiễm. Còn nếu hai cái giống nhau thì không có bội nhiễm. Kết quả đưa ra là giống nhau. Vậy rốt cuộc thế giới mới té ra mình hiểu sai. Trở lại câu hồi nãy, một nửa những gì chúng ta biết. Một nửa những gì chúng ta biết hôm nay đã là câu nói của bác sĩ nha. Là sai, vấn đề chúng ta không biết nửa nào là sai. Do đó cứ phải làm nghiên cứu, cứ hễ mình thấy một cái gì đó suy nghĩ mình phải biết nghi ngờ. Nghi ngờ làm một cái nghiên cứu so sánh thấy mình sai. Rồi nó nghiên cứu tiếp nữa, vậy cái màu xanh màu vàng đó là cái gì? Thì họ mới thấy là đó là những cái men của bạch cầu. Những cái men của bạch cầu để tiêu diệt, chứ nó không có nghĩa là bị bội nhiễm. Vậy là trở lại cái câu hồi nãy lúc mà tôi nói là khi mà triệu chứng nó lên tới đỉnh điểm thì sau đó nó xuống. Tất cả các triệu chứng hầu như nó đều đi theo cái đó. Ho lúc đầu ho ít, tới cuối tuần lễ đầu tiên ho rất dữ và sau đó nó đi xuống. Khi nó ho rất dữ mình cho nó uống kháng sinh thấy nó hết, tưởng nó hết là do kháng sinh. Đúng không ạ? Hồi nãy con nói câu đó. Trở lại cái câu mũi xanh y chang như vậy. Thời gian chảy mũi nó cũng khoảng 2 tuần hay là 10 ngày gì đi. Thì á, một nửa đầu càng ngày nó triệu chứng nó càng lên như vậy. Lúc đầu là mũi trắng, mấy ngày sau nó ra mũi xanh, mũi đặc, mũi vàng, và sau đó nó trở lại mũi trắng và nó hết. Vậy thì khi nào thấy nó ra mũi xanh, mũi đặc, mũi vàng là lúc đó nó sắp sửa gần hết. Yeah. Bác sĩ hiểu nhầm, lúc nó ra mũi xanh vậy nghĩ là nó bội nhiễm, cái cho kháng sinh, mấy ngày sau nó mũi trắng, cái tưởng là do kháng sinh. Yeah. Nó lại trở lại cái câu kháng sinh xài đúng hay không đúng hồi nãy. Vậy là chúng ta đã hiểu thêm về cái phần mũi xanh, mũi vàng của con. Hồi xưa thì khi nuôi con thì ba mẹ cũng thường hay lo lắng trong những trường hợp mà sổ mũi xanh, mũi vàng. Và mình rất là quan ngại về điều đó. Hôm nay được bác Đoàn giải thích thì mình hiểu hơn. Đó là cũng là một triệu chứng trong cái tiến trình phát triển và sức khỏe của con. Dạ, thì bác có nhắc qua một xíu về cái việc sử dụng kháng sinh. Trong câu hỏi của phụ huynh gửi đến chương trình mình có một chút xíu thắc mắc, đó là về việc khi mà cho bé sử dụng kháng sinh rồi, vậy thì có cần một cái chế độ chăm sóc nào hoặc là một cái chế độ nào để cho con được chăm sóc đặc biệt hơn? Bởi vì khi con sử dụng kháng sinh đó là một trong những biểu hiện về bệnh của con, thì mình sẽ sử dụng cái chế độ chăm sóc nào với con để mà có thể giúp cho em bé phù hợp và vượt qua cái giai đoạn này nhanh. Thì cô Thùy xin phép bác Đoàn trả lời ngắn về cái câu việc là chăm sóc cho con một cái chế độ nào đó khi mà đang sử dụng kháng sinh bác ha. Ở đây mình phải hiểu rộng luôn á, là chăm sóc cho bé khi nó đang bị bọt nói chung. Còn cái kháng sinh nó chỉ là một phần của cái việc là cái bệnh đó nó có điều trị bằng kháng sinh hay không thôi.
Vậy thì chăm sóc cho nó khi nó đang bị bệnh, có nghĩa là nó đang bị sốt, đang bị cảm, nó đang bị sổ mũi, bị ho, ói, tiêu chảy gì gì đó, thì mình chăm sóc chủ yếu là khuyến khích bé nó uống nước. Chỉ cần cung cấp nước cho nó thôi, sốt cũng cung cấp nước. Ở đây tôi nói hẳn luôn là nước ngon nha. Sốt cũng cung cấp cho nó nước ngon, sổ mũi cũng là nước ngon, ho cũng là cung cấp cho nó nước ngon, ói, tiêu chảy cũng cung cấp cho nó nước ngon. Ta nói là tại sao phải nói chữ nước ngon, tại vì nước dở nó không uống. Nước ngon thì nó uống, mà cung cấp nó nước dở nó không có uống. Mình chỉ cần bổ sung nước cho nó thôi. Vậy là nước dở là gì? Nước trắng bình thường. Không, nguội là nó dở rồi. Không phải tôi chê cái này. Nó thật là không phải chê cái này. Nhưng mà để nguội là đối với anh bé nó dở, nó không uống. Nước lạnh nó mới ngon. Nước trong tủ lạnh nó mới uống. Nước đá nó mới uống. Đó là nước ngon á. Đó, nước nào ngon nào uống á. Có khi nó nếm mùi bia xong nó nói: ủa sao cái này lâu nay không biết là nó ngon dữ vậy. Chưa biết, nhưng mà uống cái đó nó xỉn thì không nên. Nhưng mà các loại nước ngon khác thì ok. Được, kem cũng là ngon. Kem không có đứa nào từ chối. Cho nó ăn kem là nó, kem cũng là nước á. Vậy là cung cấp cho nó nước ngon. Sốt cũng cung cấp nước ngon. Ho, sổ mũi, ói, tiêu chảy, tất cả các triệu chứng nó đều chăm sóc bằng cách cung cấp nước. Ăn tùy nó muốn ăn được cái gì, tùy nó. Nó muốn ăn được bao nhiêu tùy nó, không có ép nó ăn. Nó không ăn thôi cho nó đi ngủ vậy thôi. Đó là chăm sóc chung nha. Còn cái triệu chứng sốt của nó đó, không cần uống hạ sốt, chỉ cần khuyến khích nó uống nước ngọt là được. Khi nào nó quấy khó chịu quá vì sốt thì cho nó thuốc giảm sốt. Tức là khi nó khó chịu kìa, chứ còn nó không khó chịu thì không cần phải cho nó thuốc giảm sốt. Đối với lại cái đứa nó uống kháng sinh thì cũng chăm sóc giống y chang như vậy thôi, đâu có khác gì nhau. Nó uống kháng sinh là cái chuyện là cái bệnh nó phải uống kháng sinh, thì mình cũng chỉ có cần cung cấp nước cho nó thôi. Dạ. Hiểu không? Thực ra là cung cấp nước nó giải quyết được rất nhiều chuyện, kể cả cái chuyện mà thải cái kháng sinh nó ra. Dạ. Tại vì kháng sinh mình đưa vào người á, cơ thể của mình sẽ phải lọc ra, phải chuyển cái kháng sinh đó, sau khi nó có tác dụng xong phải chuyển thành cái chất không có độc nữa, và mình sẽ thải độc qua gan và thận. Đó là hai cái cơ quan thải độc của cơ thể, hiểu không? Do đó mấy cái đứa mà nó uống kháng sinh, có phải quý vị thấy cái mùi nước tiểu của nó có mùi kháng sinh không? Hoặc là nó, xin lỗi, kể cả cái phân của nó cũng có mùi kháng sinh, tại vì nó thải qua gan, nó đi xuống đường ruột. Gan với thận là hai cái cơ quan thải độc cho cơ thể, và kháng sinh cũng coi như một chất độc. Tức là nó có tác dụng chính, nhưng mà nó cũng coi như một cái chất lạ, chất độc thì cơ thể mình cũng phải thải ra. Vậy thì là cách để mà chăm sóc nó trong lúc nó uống kháng sinh, có nghĩa là làm sao cho nó thải độc tốt nhất á, là cho nó uống nước ngon. Dạ. Và đừng có làm hại cho gan và thận nữa. Đừng có làm hại thêm cho gan và thận nữa. Đúng không ạ? Có nghĩa là mình không có cho nó uống quá nhiều thuốc. Tại vì uống thêm một thuốc là gan và thận phải làm việc. Uống thêm một thuốc nào là gan với thận phải làm việc à? Có thuốc sẽ thải qua gan, có thuốc sẽ thải qua thận. Ví dụ nha, cái thuốc hạ sốt đơn giản mình uống thôi, paracetamol là nó được thải qua gan, nó được gan thải độc. Uống quá liều là cái thuốc đó hủy hoại gan, tại vì gan nó khóa cái khả năng thải độc của nó là nó sẽ bị tổn thương. Rồi cái thuốc hạ sốt ibuprofen, tức là đối với trẻ em có hai loại an toàn là paracetamol và ibuprofen. Paracetamol nó thải độc bởi gan, ibuprofen thải độc qua thận. Vậy thì mình cần khuyến khích uống nước nhiều, uống nước nhiều thì nó sẽ thải được. Đó là cách chăm sóc nó thôi. Và đừng làm hại thêm cho những cái cơ quan đó. Dạ, à, câu trả lời của bác Đoàn cũng là một cái câu hỏi cuối cùng trong cái buổi workshop của ngày hôm nay. Tất cả những thông tin mà ba mẹ vẫn còn thắc mắc, hoặc là ba mẹ vẫn còn những cái điều lăn tăn, ba mẹ có thể gửi đến fanpage hoặc là gửi đến địa chỉ email của phòng khám Victoria để cho các bác sĩ hoặc là bác Đoàn có thể tư vấn kỹ hơn. Thì buổi ngày hôm nay không quá ngắn cũng không quá dài, cô Thùy rất là cảm ơn sự hiện diện của ba mẹ, rất là cảm ơn bác Đoàn đã đến ILO ngày hôm nay gặp gỡ cô Thùy cũng như là ba mẹ phụ huynh của ILO, những người làm cha làm mẹ và ở tại trường mầm non là nơi nuôi dưỡng con, để chia sẻ cái kiến thức thật là quý báu. Và cái kiến thức nuôi con thì không phải lúc nào mình cũng có thể hiểu rộng, và được một chuyên gia như bác
tư vấn, chia sẻ, hướng dẫn. Thì cô Thùy nghĩ là sau buổi hôm nay mình sẽ có vô vàn những cái hiểu biết, vô vàn những cái chi tiết nho nhỏ để mà mình về có thể có một góc nhìn rộng hơn trong việc nuôi dạy con. Cô Thùy xin chân thành cảm ơn bác Đoàn. Bác thật là nhiều sức khỏe, cũng như kính chúc bác thành công trên con đường chăm sóc các em nhỏ cũng như Ilo đang nuôi dạy các con ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn cô và nhà trường cũng có nhà ý là hợp tác cùng Victoria để làm cái buổi hội thảo này. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của ngày Chủ nhật để tới đây cùng nhau trao đổi, cùng nhau để chúng ta hiểu rõ về các bệnh của các bé. Và hy vọng rằng là chúng ta có thể thay đổi tư duy, thay đổi những cái suy nghĩ. Có thể những cái suy nghĩ trước đây của mình nghe là như vậy, nhưng mà hy vọng là qua cái buổi hội thảo này, chỉ cần một cái sự thay đổi suy nghĩ thì nó cũng đã thay đổi cái cách chăm sóc. Hoặc là chỉ cần sự thay đổi suy nghĩ thì là đã kích thích chúng ta có một cái sự tò mò đi tìm hiểu thêm về thông tin. Người ta nói biết nó vẫn chưa đi tới đâu, chúng ta phải làm thì chúng ta mới biết. Hay là làm mình mới biết là thật sự là biết. Vậy thì mình phải áp dụng, mình phải biết cách chăm sóc bé và phải biết cách theo dõi. Thì nếu mà hy vọng rằng là quý vị sẽ qua những cái đợt ốm đặc bệnh của các bé, rồi dần dần mình sẽ biết rõ hơn. Tại vì một cái buổi hội thảo như đây nó vẫn chưa có đủ để mà cung cấp cho quý vị phụ huynh những cái thông tin. Mỗi một bé là một cá thể, mỗi một bé là một cái thế giới riêng. Mình phải theo dõi nó trên một cái nền chung, một cái sự hiểu biết chung để mà có thể đồng hành cùng các bé. Dạ, cảm ơn bác nhiều.